Mới đây, tập đoàn Amway Việt Nam đã đón nhận danh hiệu đây là việc tốt nhất châu Á do tạp chí nhân sự HR Asia bình chọn. Điều đặc biệt, đây là một trong số ít doanh nghiệp được trao tặng phiên bản vàng do 5 lần được nhận giải thưởng này. Với định hướng chiến lược toàn cầu, khỏe mạnh và hạnh phúc, năm nay doanh nghiệp được vinh danh thêm tại hai hạng mục đặc biệt: doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên toàn diện nhất và doanh nghiệp có văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập. Amway Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như rằng là chăm lo về hạnh phúc cho toàn thể nhân viên, không những là về mặt vật chất mà còn là về mặt tinh thần. Theo khảo sát năm nay, chỉ số gắn kết doanh nghiệp tại Amway Việt Nam đạt mức 95%. Đây là minh chứng cho việc doanh nghiệp đã kiến tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, trong đó nhân viên được ghi nhận đóng góp và tạo điều kiện phát triển tối đa, có lộ trình thăng tiến dành cho các vị trí công việc cụ thể, từng phòng, ban. Với doanh nghiệp, con người được xác định là một trong những tài sản quan trọng nhất và là mảnh ghép quan trọng để tạo nên một bức tranh hoàn hảo.